số 3 cầu thủ dưới 21 tuổi mà SHB Đà Nẵng đăng ký thi đấu tại V-League 2014. Hồ Ngọc Thắng chính là cầu thủ chơi nổi bật nhất. Tiền vệ sinh năm 1994 này không chỉ là người được huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức tung ra sân tới 8 lần ở mùa giải năm nay, mà anh còn ghi được tới 3 bàn thắng. Một hiệu suất không quá cao nhưng lại vô cùng có ý nghĩa với một cầu thủ trẻ. Ở trận đấu với Thang Quảng Ninh tại vòng 20 V-League 2014, khi tỷ số đang là 1-1, Hồ Ngọc Thắng chính là người dọn gỗ để Bernardo nâng tỷ số lên 2-1. Trước khi chính tiền vệ mang áo số 18 này có pha xử lý bình tĩnh, loại thủ thành Tuấn Linh và dứt điểm vào lưới trống nâng tỷ số lên 3-1, qua đó đóng góp lớn vào chiến thắng chung cuộc 4-3 của SHB Đà Nẵng. Nhưng để giành được nhiều thành công hơn nữa, Ngọc Thắng vẫn còn nhiều điều cần điều chỉnh. Em nghĩ thì vẫn chưa tốt lắm vì mà bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Nhưng mà đội thắng là quá vui mừng. Thật ra thì Thắng thì là một cầu thủ trẻ, anh ta còn rất là non kinh nghiệm. Nếu như anh ta tốt thì hôm nay anh ta đã có ít nhất phải có 3 bàn thắng. Màn ăn mừng sau khi ghi bàn của Hồ Ngọc Thắng cũng khiến người ta nhận ra thần tượng của tiền vệ đội bóng sông Hàn chính là Cristiano Ronaldo. Và có lẽ sự ảnh hưởng của Ronaldo với Ngọc Thắng không chỉ dừng lại ở màn ăn mừng mà còn cả những khát khao cải thiện mình của tiền vệ này. Trước tiên thì em xin cảm ơn ban huấn luyện đã tạo điều kiện cho em thi đấu ở V-League mùa giải năm nay. Ước mong của em là để thể hiện trong V-League là được một chân để liệt tham dự SEA Games năm sau và cố gắng được cao hơn là đội tuyển quốc gia. V-League 2014 có lẽ là một mùa giải đặc biệt khi ở đó không ít cầu thủ trẻ đã và đang khẳng định được giá trị của mình. Chắc chắn đây là một dấu hiệu tích cực cho tương lai của bóng đá Việt Nam. Tiếp nối bản tin chúng ta